Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em xin gửi đến cô chú anh chị và các bạn hình ảnh của hai con bò đang bầu nha anh chị. Hai con bò bầu này thì nói chung là hai con bò này cũng khá là bự con. Đó, bò này thuộc về bò sát nhất nha anh chị, bò hóc môn á, bò bô hồi xưa á. Đó, thuộc về dòng bò bô. Bò này tình trạng là con này đang mang thai 6 tháng nha anh chị. Con này mang thai 6 tháng. Và một con này thì mang thai 7 tháng. Hai con bò thì thuộc về bò bự con, chân tay rất là to anh chị. Anh thấy chị thấy dịch không, dịch qua dịch này là dịch bầu á. Đó, con này thì chữa 7 tháng nha. Đó, bò thì nói chung là khá là bự con, chân móng này, ngoại hình bự cao to. Bò này thì thuộc về sát nhất anh chị. Hai con. À, tình trạng là hai bò này anh chị thả đồng cũng được nha anh chị, thấy không, thấy đang không, này là rau dịu mà dịu heo á, này để thường thường nó nấu tấm heo á. Bò thì nói chung là thả đồng anh chị, thả đồng rất là ok. Con này thuộc về dòng bô, hai con nè. Đó, và cặp này em xin báo giá cho anh chị luôn ha, con này bao chữa 6 tháng, con này bao chữa 7 tháng. Hai con này thì giờ đang có giá bán là 41 triệu anh chị. Con này 21, con này 20. Anh chị cô chú nào ở gần xa có nhu cầu mua thì có thể liên hệ em ha. Bò thì nói chung rất là bự con, cao to. Cặp này 41 triệu, bò lớn con dữ lắm. Đây. Chân móng nè, đi đứng hoàn thiện, đảm bảo nghiêm chỉnh cho anh chị luôn ha. Bò rất là bự con nha anh chị. Bò thì nói chung là dùng bò bô thì anh chị biết rồi, ngoại hình rất là cao to. Anh chị thả đồng cũng được, anh chị nuôi nhốt chuồng cũng được anh chị nha. Bò rất là dễ chịu, ăn uống thì khỏi chê rồi. Hai con nha, hai bò này lớn xác dữ lắm. Con này 21, con bên kia 20. Rúng có đầy đủ anh chị ha, nhưng mà con này hơi ngắn xíu, con kia thì cũng dài. Bò rất là bự con, chân móng, ngoại hình. Con này chữa 7 tháng nha. Tình trạng chữa não thì trong vòng 3 ngày đầu tiên anh chị mua về là nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết bò có thai không. Nếu không có thai thì bên em nhận lại hoàn tiền đầy đủ anh chị nha. Chân móng thì đảm bảo nghiêm chỉnh. Bò nói chung rất là dễ luôn, bò dễ lắm, mò gờ ở đâu cũng được anh chị, bò dễ dữ lắm. Cái gì vậy? Ha, anh chị nào thích anh chị mua thì anh chị liên hệ em ha, bò dễ hiểu không, mò gờ ở đâu cũng được. Sái nè, hay chín nè, bò này bự con cao to, thuộc về dòng bò hóc môn mà anh chị biết rồi, bò bô á. Con này chữa 6 tháng, rất là bự con. Nhìn miệng này là biết ăn dữ, cám không, miệng cám không à anh chị, thấy không? Hết biết không. Chữa con này 7 tháng nè, con này 20, bò lớn xác lắm anh chị ơi. Anh chị nào muốn mua bò lớn con thì đây là sự lựa chọn luôn ha. Ăn uống thôi khỏi chê. Còn dịch này là dịch chữa, dịch thai anh chị. Đó. Bò thì đảm bảo bao chữa cho anh chị đầy đủ ha. Thích anh chị liên hệ ủng hộ em. Thích anh chị liên hệ ủng hộ giùm em nha. Rồi bây giờ em cũng thông báo về chiều cao. Bò này nói chung là sát nhất thì anh chị biết rồi. Nó chiều cao tầm từ 1m35-1m37, 1m4. Như con này khoảng tầm 1m38-1m39, gần 1m4 bò. Bò bự dữ lắm. Chốt giá cặp này cho anh chị 41 triệu nha. Con này 20, con này 21. Bò lớn xác lắm. Anh chị nào mua thả đồng cũng được, mà anh chị nhốt chuồng cũng được ha. Rồi, bây giờ em xin kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.